Kính thưa quý ông bà, quý cô, chú bác và anh chị. Nhiều người công giáo Việt Nam đã bay hàng ngàn dặm để đến được Mông Cổ và mong được gặp Đức Thánh Cha Francisco với mong muốn là gửi cho Ngài một thông điệp là hy vọng là Ngài đến thăm đất nước Việt Nam. Một số người trong nhóm người công giáo Việt đã hét lên rằng khi Đức Thánh Cha đi ngang qua đám đông khoảng nơi đó 2.000 người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau trong khuôn viên của nhà thờ công giáo ở Ulaanbaatar vào ngày thứ Bảy, và mọi người đồng thanh la lên: "Hãy đến thăm Việt Nam thưa cha." Việt Nam cắt đứt quan hệ với Vatican sau khi biến cố vào tháng 4 năm 1975. Khi đó, nhà nước Việt Nam xem giáo hội công giáo ở Việt Nam quá thân thiết với những cường quốc thực dân cũ là Pháp. Bà Cindy Phạm đến từ Sài Gòn đã nói rằng: "Ngay khi nhìn thấy Đức Thánh Cha, lần đầu tiên tôi thực sự muốn khóc. Viễn cảnh về chuyến thăm của Đức Thánh Cha đến Việt Nam tưởng chừng như không thể đã trở nên thực tế hơn vào tháng trước khi mà Vatican và Hà Nội đã đồng ý có đại diện giáo hoàng thường trú ở tại Việt Nam. Đó là một bước tiến trong nhiều năm để có thể dẫn đến quan hệ ngoại giao đầy đủ." Sự việc này được công bố vào ngày 27 tháng 7, 2023, khi Đức Thánh Cha tiếp đón Chủ tịch nước Việt Nam là ông Võ Văn Thưởng tại Vatican. Maria Võ, cũng hướng dẫn viên du lịch gốc Việt hiện sống ở Philippines, đã không khỏi sung sướng khi Đức Thánh Cha Francisco vẫy tay chào từ chiếc xe đang di chuyển. Maria Võ nói rằng: "Tôi không thể nói về cảm xúc của tôi lúc này, bởi vì tôi rất hạnh phúc." Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, mới chỉ gặp là một phàm nhân người thường với một chức vị cao cả trong giáo hội, người đứng đầu giáo hội công giáo Hoàn Vũ. Ấy vậy mà chúng ta đã cảm thấy thỏa lòng và cảm thấy hạnh phúc dường bao. Nó chỉ đến chúng ta được tiếp xúc và gặp gỡ trực tiếp với Chúa Giêsu là vị Thiên Chúa toàn năng toàn ái, Đấng đã cho và tạo dựng chúng ta từ hư không, và kể cả thiên chức mà Chúa trao phó cho vị tông đồ cả ngày nay là Đức Thánh Cha Francisco, Ngài có toàn quyền trên mọi sự. Thì nếu chúng ta được sống trong thần khí và được tiếp xúc trực tiếp với Ngài thì còn hạnh phúc dường bao. Điều đó không phải là viển vông, bởi hàng ngày nếu chúng ta tham dự thánh lễ, chính Chúa Giêsu Ngài muốn ở lại với chúng ta ngay trong bí tích thánh thể được diễn ra hàng ngày trên khắp thế giới, ở ngay trên bàn thánh, ở nơi nhà thờ. Nơi đó Chúa Giêsu cho chúng ta cơ hội để gặp gỡ Ngài một cách trực tiếp và tiếp rước Ngài vào chính thân xác và tâm hồn chúng ta. Xin Chúa tuôn đổ hồng ân của Chúa xuống cho chúng ta, đặc biệt là ơn nhận biết Chúa hiện diện trong đời sống của chúng ta, để chúng ta cảm nếm được hạnh phúc như chúng ta gặp được Chúa bằng thân xác đích thực là chính mình và máu Thánh Chúa, không chỉ bằng đức tin nghĩ đó là mình máu Thánh Chúa, mà cảm nhận được chính Chúa đang hiện diện ngay trong cuộc sống và nơi thân xác tâm hồn chúng ta. Lấy đời con dệt nỗi khát khao, dệt ước ao, nhưng sao Chúa ra tay cắt đứt ngang hàng chi. Lạy Chúa, con như người thợ nghề xây hạnh phúc đời riêng một cõi ấm êm nơi thế chân, nhưng sao con vẫn cô đơn lạnh lùng. Ôi con đâu hay biết rằng đường dệt con
nhiên lạc lối, những mối gạch tranh vênh, xin cho con ghi nhớ, nếu Chúa không xây nhà thì thợ nề vất vả cũng chỉ là uổng công. Lạy Chúa, con như người thợ chài, đang chài lưới lợi danh, lội bắt suốt căn ở giữa biên đời, nhưng sao vẫn tay không sóng mênh mông cuồng lấp. Lạy Chúa, con như người làm vườn, đang chờ phát tiền lương, thầm nghĩ chắc hơn người kia đến sau, nhưng đâu hay cũng không hơn một đồng. Ôi con đâu hay biết rằng thuyền đời con lạc bên những túi bạc hư vô, xin cho con ghi nhớ chính Chúa nơi con tìm, vì cuộc đời con được Chúa mãi là thắm tươi. Ôi con đâu hay biết rằng đường dệt con lạc lối, những mối gạch trên vênh, xin cho con ghi nhớ, nếu Chúa không xây nhà thì thợ nề vất vả cũng chỉ là uổng công. Ôi con đâu hay biết rằng thuyền đời con lạc bên những túi bạc hư vô, xin cho con ghi nhớ chính Chúa nơi con tìm.